Thưa quý vị, ngày 13 tháng 3 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội 14 của Đảng đã chủ trì phiên họp của tiểu ban. Tham dự phiên họp có thành viên tiểu ban gồm các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú. Dự phiên họp còn có các thành viên tổ giúp việc của tiểu ban nhân sự. Tiểu ban đã nghe tổ giúp việc trình bày các nội dung liên quan đến tiểu ban nhân sự. Thành viên tiểu ban đã thảo luận cho ý kiến, phát biểu kết luận phiên họp, nhấn mạnh vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chuẩn bị nhân sự đại hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng tiểu ban nêu rõ, hiện nay cùng với việc chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, Đảng ta đang chuẩn bị đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, dự kiến tổ chức vào quý 1 năm 2026. Tại hội nghị lần thứ 8 tháng 10 năm 2023, Ban chấp hành Trung ương đã quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị đại hội 14 của Đảng: tiểu ban văn kiện, tiểu ban kinh tế xã hội, tiểu ban điều lệ Đảng, tiểu ban nhân sự và tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội. Hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ đại hội Đảng là việc thảo luận, quyết định đường lối, nhiệm vụ chính trị của Đảng, gọi tắt là thông qua các văn kiện, và bầu ra các cơ quan lãnh đạo của Đảng, gọi tắt là công tác nhân sự. Hai nội dung này liên quan chặt chẽ với nhau, đều phải chuẩn bị thật tốt. Đặc biệt, việc chuẩn bị nhân sự đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố đảm bảo cho thành công của đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của đại hội. Tổng Bí thư nhấn mạnh, Ban chấp hành Trung ương là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ đại hội Đảng, là bộ tham mưu chiến đấu, hạt nhân lãnh đạo chính trị, là trung tâm đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng, toàn dân tộc. Đây là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, là tinh hoa của Đảng, đòi hỏi phải thật sự vững vàng, có đủ bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ, có uy tín cao để giải quyết những công việc ở tầm chiến lược, xử lý kịp thời, đúng đắn, có hiệu quả những tình huống phức tạp liên quan đến sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, sự sống còn của chế độ. Do đó, cần phải khẳng định và thấm nhuần sâu sắc vị trí, ý nghĩa của công việc cực kỳ quan trọng này, không chỉ đơn thuần đối với việc tổ chức một đại hội Đảng, mà đây là công việc có ý nghĩa chiến lược, gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ, sự phát triển của đất nước. Giải quyết những vấn đề trọng đại của đất nước trong thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương phải chuẩn bị thật tốt để trình đại hội thảo luận và quyết định nhân sự Trung ương khóa 14, đảm bảo thành công của đại hội và thắng lợi trong quá trình thực hiện nghị quyết đại hội. Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cả hệ thống chính trị phải làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao, với quyết tâm, nỗ lực rất lớn, có cách làm thật sự công tâm, khách quan, khoa học, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Để chuẩn bị nhân sự Đại hội 14 của Đảng, Tổng Bí thư chỉ rõ vấn đề quan trọng hàng đầu là phải xác định đúng yêu cầu xây dựng Ban chấp hành Trung ương, mà hạt nhân là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt của Đảng. Ban chấp hành Trung ương khóa 14 phải là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất cao ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có tầm nhìn chiến lược, có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo, tiêu biểu cho toàn Đảng về tính chiến đấu, tính kỷ luật, gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân, đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Ban chấp hành Trung ương khóa 14 cần có số lượng và cơ cấu hợp lý để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tăng cường số lượng ủy viên Trung ương Đảng ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác trọng yếu, bảo đảm tính kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục. Việc giới thiệu nhân sự nói chung phải dựa trên cơ sở quy hoạch, giữ vững nguyên tắc, quy chế, quy định, phát huy trách nhiệm, dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan trong đánh giá, giới thiệu, lựa chọn nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ tới. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 14 phải thật sự là những đồng chí tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, đảm bảo tiêu chuẩn chung của cán bộ, phải vừa có đức vừa có tài, trong đó đức là gốc. Tổng Bí thư, trưởng tiểu ban lưu ý phải tính toán, quy định rõ cơ cấu, số lượng Ban chấp hành Trung ương, giải quyết tốt mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng. Ban chấp hành Trung ương cần có sự cơ cấu hợp lý để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tính kế thừa và phát triển. Nhưng không nhất thiết lĩnh vực nào, ngành nào cũng phải có người tham gia Ban chấp hành Trung ương, nếu không đủ tiêu chuẩn, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Trong cơ cấu của Ban chấp hành Trung ương khóa 14, Tổng Bí thư nhấn mạnh cần chú ý bảo đảm tỷ lệ hợp lý đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, một số nhà khoa học, văn nghệ sĩ, lãnh đạo một số tập đoàn, tổng công ty lớn của nhà nước đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia Ban chấp hành Trung ương.
Rút kinh nghiệm từ các khóa trước, việc xác định số lượng ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 14 cần căn cứ chủ yếu vào yêu cầu, nhiệm vụ và đòi hỏi của tình thế, căn cứ vào yêu cầu lãnh đạo toàn diện đối với các địa bàn, lĩnh vực công tác, đặc biệt là phải đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn, không thuần túy chạy theo số lượng. Để làm tốt công việc hệ trọng này, về tư tưởng, phương châm chỉ đạo, phương pháp và cách làm, Tổng Bí thư, trưởng tiểu ban yêu cầu phải làm tốt công tác nhân sự từ Đại hội Đảng bộ các cấp để góp phần chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội 14 của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu và ở những nơi có cán bộ tham gia quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, được giới thiệu tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa 14, phải chịu trách nhiệm trước tiểu ban nhân sự, trước Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương về nhân sự do mình đề xuất, giới thiệu. Các cơ quan tổ chức có liên quan mà trước hết là Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương phải dày công chuẩn bị, phải xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ then chốt của then chốt, có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ, sự phát triển, vững mạnh của đất nước. Từng cơ quan, địa phương, từng cán bộ trực tiếp tham gia vào công tác chuẩn bị phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc trách nhiệm của mình, toàn tâm, toàn ý lo cho công việc chung, phải đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm, chỉ ra những ưu điểm, kết quả cũng như những khuyết điểm, hạn chế của các khóa trước, nhất là của khóa 13, để có thêm cơ sở để ra phương hướng, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ của khóa 14 này. Công tác cán bộ nói chung và công tác nhân sự đại hội nói riêng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì nó liên quan đến con người, là công tác con người. Vì vậy, Tổng Bí thư, trưởng tiểu ban yêu cầu công tác nhân sự đại hội phải được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, khoa học và nhất quán, bảo đảm thật sự công tâm, trong sáng, khách quan, đặc biệt phải có con mắt tinh đời trong việc đánh giá, giới thiệu, lựa chọn, lấy tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và hiệu quả công tác, uy tín của bản thân và gia đình làm thước đo chủ yếu. Tổng Bí thư, trưởng tiểu ban lưu ý, phải thật sự phát huy dân chủ trong việc phát hiện, giới thiệu nhân sự đi đôi với xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu, chống tư tưởng cục bộ, địa phương, thân quen, cánh hậu, lợi ích nhóm, tránh cách làm đơn giản, tùy tiện, vô nguyên tắc. Phải bằng mọi biện pháp dứt khoát không đưa vào cơ quan lãnh đạo những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người đã phạm sai lầm hoặc sa sút về phẩm chất, đạo đức, vướng vào tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, hống hách, gia trưởng, nịnh trên, nạt dưới, bao che cho tội phạm, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng. Phải kiểm tra, giám sát, đôn đốc thường xuyên. Cách làm là phải thận trọng, làm dứt điểm từng khâu, từng công đoạn theo một quy trình chặt chẽ, làm đến đâu chắc đến đó, làm nhân sự Ban chấp hành Trung ương trước, sau đó mới đến nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cuối cùng mới đến nhân sự lãnh đạo chủ chốt. Nếu có những công đoạn cần làm đồng thời thì cũng phải xem xét một cách chặt chẽ, chắc chắn, bảo đảm sự đồng bộ, khoa học. Tổng Bí thư, trưởng tiểu ban yêu cầu các thành viên tiểu ban nhân sự và tổ giúp việc của tiểu ban phải nắm chắc, nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, chế độ, quy chế và lề lối làm việc. Các thành viên tổ giúp việc phải là những cán bộ thật sự tin cậy, tuyệt đối trung thành, trung thực, trong sáng, công tâm, khách quan, đặc biệt là phải rất tỉnh táo, tinh tường, tuyệt đối giữ nguyên tắc, quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, cá nhân có liên quan, chống biểu hiện tiêu cực chính ngay trong các cán bộ có trách nhiệm, các đại biểu đại hội và các thành viên của tiểu ban và tổ giúp việc. Trong quá trình lựa chọn, bố trí, sắp xếp nhân sự cụ thể, cần thống nhất quan điểm là không cầu toàn, không quá tuyệt đối hóa. Điều quan trọng là phải biết phân biệt, đánh giá chính xác bản chất, mức độ các điểm mạnh, điểm yếu đó để không chọn nhầm người. Phải xây dựng được một Ban chấp hành Trung ương mạnh, một Bộ Chính trị mạnh, một Ban Bí thư mạnh, thật sự đoàn kết, thống nhất cao xung quanh người đứng đầu để đủ sức gánh vác trọng trách vinh quang nhưng rất nặng nề là lãnh đạo hoàn thành sứ mạng lịch sử, nhiệm vụ chính trị, tổ chức toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức phấn đấu, vượt mọi khó khăn, gian khổ, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đất nước ta ngày càng phát triển, nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc, xứng đáng với niềm tin yêu và sự mong đợi của toàn Đảng, toàn dân. Triển khai hoạt động cho tiểu ban, cho nên tôi thấy là rất là chắc chắn.